Ngày hôm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải bóng rổ Cúp các câu lạc bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2024. Tuy mới lần đầu tổ chức nhưng giải đã thu hút 10 đội bóng, trong đó bao gồm các cựu tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Các tuyển thủ của đội tuyển bóng rổ thành phố Cần Thơ đã lớn tuổi đăng ký tranh tài. Sau lễ khai mạc, các đội thuộc hai bảng bắt đầu thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết. Theo đó, bảng A gồm các đội The King's Westside, JNB, Bodybus, Lão Tướng Cần Thơ, Horace Sportswear. Tương tự bảng B, Brotherhood, Trung Niên Ninh Kiều, Hades My Mr. Tung, Mekong NCT, One Day. Các trận đấu diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sân bóng rổ ngoài trời thuộc nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.